Ui các bạn ơi, trước cổng nhà mình đây có hai con khủng long ba sừng, nó đang chiến đấu với nhau này các bạn ơi. Ui hình như nó đang tranh giành địa bàn hay sao ấy, hay là nó đang tranh giành cái con khủng long ba sừng cái ở bên kia nhỉ các bạn nhỉ. Ui các bạn ơi, có con khủng long T-Rex nó đi qua kìa. Ui nó không quan tâm hai con kia đánh nhau luôn các bạn ạ. Chắc là đang bận đi kiếm mồi rồi các bạn ơi. Ui mà hai con này đánh mãi không xong các bạn ạ, đánh lâu thế, quá là ngang tài ngang sức luôn các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục ngồi đây để mình đợi xem có những cái con vật nào nó chạy qua để mình lại thu phục rồi mình cho vào trong giỏ nhá các bạn nhá. Ui mình nghe thấy tiếng con gì nó kêu rồi các bạn ạ, không biết là con gì đây. Ui các bạn ơi, hóa ra là một chú voi khổng lồ để mình bắt nhá các bạn nhá. Ui chụp được luôn rồi. Ui nó kêu các bạn ơi. Wow, ui các bạn ơi, nhìn cái chiếc ngà của nó kìa, rất là to luôn các bạn ạ. Rồi cho vào trong giỏ nào, tiếp tục ngồi đợi nhá các bạn ơi. Ui các bạn ơi, có một con tê giác này mình bắt nhá. Bắt được rồi các bạn ơi. Wow, cái sừng của nó kìa rất là dài luôn các bạn ạ. Con này con tê giác hai sừng các bạn ơi. Ui nhìn người nó kìa đen xì luôn. Rồi tiếp tục cho vào trong giỏ nào. Ui các bạn ơi, con gì kia, con voi gì kia, voi mammut rồi các bạn ơi, để mình bắt nhá. Wow, bắt luôn rồi các bạn ơi, một con voi mammut rất là khổng lồ. Wow, các bạn có thể thấy là chiếc ngà của nó kìa, cặp ngà của nó gọi là siêu to khổng lồ luôn, rất là dài các bạn ạ. Rồi tiếp tục ngồi đợi nào các bạn ơi. Ui kia có một con sư tử kìa các bạn ơi. Chạy đâu cho thoát này, mình bắt được rồi các bạn ạ. Wow, ui con sư tử này nó gầm kìa các bạn ơi. Wow, một con sư tử khổng lồ. Ui cái bầm của nó rất là rậm rạp luôn các bạn ơi. Nào tiếp tục ngồi đợi nào, con gì đây. Ui hết sư tử, bây giờ lại đến con heo các bạn ạ. Ui mình có bắt được con heo này các bạn ơi. Ui nó kêu rất là ầm ĩ luôn các bạn ơi. Rồi mình cho vào trong giỏ tiếp nhé các bạn ơi. Ui con gì đây, con kinh công rồi các bạn ơi. Một con khỉ đột kinh công rất là khổng lồ các bạn ơi, để mình bắt nhá. Ui mình bắt được rồi các bạn ạ. Wow, một con kinh công màu đen các bạn ạ. Nó đang vỗ ngực kìa. Rồi cho vào trong giỏ tiếp nào các bạn ơi. Hôm nay may mắn quá, bắt được rất là nhiều con vật. Tiếp tục là một con kinh công nữa này các bạn ơi. Ui mình bắt luôn được hai con kinh công luôn các bạn ạ. Hai con khỉ đột. Ui rất là may mắn luôn các bạn ơi. Giờ chúng ta tiếp tục ngồi đợi nhá, không biết là con gì tiếp theo đây các bạn ơi. Ui các bạn ơi, một con chó béc dê kìa các bạn ơi, mình bắt nhá. Ui bắt được rồi. Ui nó kêu rồi các bạn ơi. Wow, một con chó đuôi cong vút luôn các bạn ạ, rất là đẹp. Wow, hôm nay bắt được rất là nhiều các con vật. Ui tiếp theo một chú ngựa vằn này các bạn ơi, để mình bắt nhá các bạn ơi. Rồi chụp được luôn rồi. Ui nó kêu rất là lạ luôn các bạn ạ. Ui một chú ngựa vằn rất là đẹp các bạn ơi. Người nó vằn màu trắng đen này các bạn ơi. Ui tiếp theo là một con Godzilla khổng lồ các bạn ơi. Ui chụp được luôn các bạn ạ. Wow, nó kêu kìa các bạn ơi. Ghê chưa. Đây nó còn há được cả miệng nữa các bạn ơi. Ui cái lưng của nó kìa, toàn gai là gai không các bạn ạ, nhìn sợ chưa. Rồi tiếp tục ngồi đợi nào, con gì tiếp theo đây. Ui một con khủng long bay các bạn ạ. Ui nó hạ cánh xuống tay mình luôn các bạn ạ. Ui con này có cái mỏ rất là dài các bạn ơi. Wow hôm nay thật sự rất là may mắn luôn các bạn ạ. Ui tiếp theo một con khủng long cổ dài này, chưa ăn cỏ để mình bắt nhá các bạn nhá. Ui bắt được rồi các bạn ạ. Wow cái cổ nó rất là dài luôn. Ui rất là cao luôn các bạn ơi, cái cổ nó phải cao đến chục mét rồi các bạn ơi. Ui con gì chạy kia, con lạc đà các bạn ạ. Ui mình bắt được con lạc đà này các bạn ơi. Wow một con lạc đà hai biếu này các bạn ạ. Ui con này chuyên sống ở sa mạc nhé các bạn ơi. Rồi cho vào trong giỏ nào các bạn ơi. Ui các bạn ơi một con hà mã các bạn ạ. Rồi chạy đi đâu. Ui mình bắt được một con hà mã nữa này các bạn ạ. Wow các bạn ơi cái mồm của nó kìa, rất là rộng luôn các bạn ơi. Ui há miệng rất là rộng. Giờ tiếp theo, ui các bạn ơi sợ chưa, còn một con khủng long T-Rex này các bạn ơi. Rồi bắt luôn các bạn ơi. Ui nó gầm gừ kìa. Ui các bạn ơi cái hàm răng của nó kìa, nhìn sợ chưa, hàm răng rất là to các bạn ạ. Rồi tiếp theo vẫn là một con khủng long. Khủng long gì đây, khủng long có sừng này các bạn ơi, tóm lấy đuôi nó luôn này. Ui nó có hai cái sừng ở hai bên này, con này không biết là khủng long gì đây, gần giống như kiểu khủng long T-Rex ấy các bạn ạ. Rồi tiếp theo là con gì đây. Ui các bạn ơi một chú ngựa đua các bạn ạ. Wow chạy nước đại kìa. Ui một chú ngựa màu nâu các bạn ơi, rất là đẹp. Rồi cho vào trong giỏ nhé các bạn ơi. Ui các bạn ơi một con hổ, con hổ vằn các bạn ạ, mình bắt luôn này. Ui nó gầm kìa sợ chưa. Ui con hổ này có cái đuôi rất là dài này các bạn ơi, hổ vằn màu cam. Ui nhìn sợ chưa. Rồi cho vào trong giỏ tiếp các bạn ạ. Rồi con gì đây. Ui các bạn ơi con gì đây, con này con bò sữa các bạn ạ.
Ui, bắt một cái nó biến thành bò vàng luôn các bạn ơi. Ảo thật đấy các bạn ạ. Ui, một con bò vàng rất là khổng lồ luôn các bạn ơi. Cái cổ nó rất là to, hai cái sừng nhọn hoắt luôn kìa. Rồi, con gì đây? Ui các bạn ơi, một con khủng long có sừng các bạn ạ. Wow, bắt được luôn rồi các bạn ơi. Ui, con khủng long này rất là dị luôn. Trên sừng nó, trên đầu nó có một cái sừng rất là dài các bạn ạ. Rồi, cho vào trong giỏ đi các bạn ơi. Ui, con gì đây? Ui các bạn ơi, hóa ra một chú dê các bạn ạ. Rồi, bắt luôn này. Ui, nó kêu be 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 luôn các bạn ạ. Rồi. Ui, cái hạt bốn cái chân của nó rất là dài các bạn ơi. Sừng cũng nhọn hoắt luôn. Wow, hôm nay bắt được rất là nhiều những cái con vật luôn. Con gì đây? Một chú vịt các bạn ạ. Rồi, một chú vịt màu... Ui, con này con ngỗng chứ các bạn ơi. Một chú ngỗng. Đây, một chú ngỗng màu nâu các bạn ạ. Màu xám nâu. Ui các bạn ơi, một con hươu cao cổ kìa các bạn ơi. Rồi, chụp luôn. Wow, hôm nay lần đầu tiên bắt được con hươu cao cổ luôn các bạn ạ. Ui, cái cổ của nó rất là dài luôn các bạn ơi. Cao đến tận ngọn cây luôn kìa. Ui, chân cũng dài nữa. Ui. Rồi, cho vào trong giỏ nào. Ui, con gì đây các bạn ơi? Một con lừa các bạn ạ. Rồi, bắt luôn này. Ui, con này kêu. Nghe nó kêu mà lạ tai thế nhở các bạn ơi. Hai cái tai của nó còn rất là dài nữa các bạn ạ. Nó khác con ngựa là cái tai nó dài hơn tai của con ngựa nhé các bạn ơi. Ui các bạn ơi, thế là hôm nay mình đã bắt được rất là nhiều những cái loại động vật này các bạn ơi. Mình để đây này. Rồi bây giờ mình và tất cả các bạn sẽ cùng nhau đếm nha. Wow, hôm nay quả là một ngày gặt hái thành công các bạn ạ. Bắt được rất là nhiều những cái con thú này. Một con. Hai con. Một con lừa này, ba con. Con lạc đà, bốn con. Tiếp tục là con gì đây, khủng long có sừng, 5 con. Một chú bò, wow, 6 con. Một con Godzilla các bạn ạ, 7 con. Ui, rất là nhiều luôn. Một chú chó này, 8 con. Tiếp tục là một chú voi khổng lồ này. Ui, cái vòi của nó rất là dài, 9 con. Một chú dê nữa này, sừng dài, 10 con. Rồi một chú ngựa nữa này các bạn ơi, 11 con. Tiếp theo là một con hổ, 12 con. Một chú kim công, 13. Wow, rất là nhiều con vật luôn các bạn ạ. Một chú tê giác nữa này, 14. Ui, một chú khủng long có sừng này, rất là dữ tợn luôn các bạn ơi, 15. Tiếp theo là con gì đây, con sư tử các bạn ạ. Một chú sư tử khổng lồ nữa, 16. Con gì đây, con lợn này các bạn ơi, con heo đấy, 17. Một chú voi ma mút, ngà rất là dài, mình cưỡi nó này. Cưỡi trên lưng nó luôn các bạn ạ. Rồi con này là con thứ 18 này. Một chú tinh tinh nữa, khỉ đột. Ui, nó cõng con kìa, 19. Một chú ngựa vằn nữa là 20. Ui, vằn rất là đẹp. Con này là con khủng long bay này. Wow, mỏ rất là dài các bạn ạ. Siêu dài luôn, 21. Tiếp theo là con gì đây, một chú hà mã này các bạn ơi. Cái miệng nó rất là rộng luôn, 22. Rồi, tiếp theo là một chú khủng long cổ dài này các bạn ơi. Cổ rất là cao luôn, 23. Wow, tiếp theo là con gì đây, một con khủng long T-Rex cuối cùng này, 24 các bạn ơi. Ui, hôm nay là bắt được tận 24 con vật luôn các bạn ạ. Wow, bắt được rất là nhiều những cái con vật luôn. Mình cho hết vào trong giỏ, đầy giỏ luôn này các bạn ơi. Hôm nay quả là một ngày quá là may mắn luôn các bạn ạ. Ui các bạn ơi, đây có một con cá sấu nó bơi qua cái con suối này này. Ui, sao suối lại có cá sấu thế nhở? Ui, có hai con các bạn ạ, một con nữa lại bơi qua bên này này. Chắc là nó đang đi kiếm mồi các bạn ơi. Không biết ở đâu đến mà ra đây tập trung đông như vậy các bạn ơi. Ui, sao có tiếng ếch kêu ở đây? Ui các bạn ơi, có một con ếch nó nhảy qua cổng nhà mình này các bạn ơi. Ui. Ui các bạn ơi, hóa ra nó đang bị một con rắn đuổi các bạn ạ. Không biết là đuổi nhau đi đâu đây. Ui, con ếch nó ngồi ở đây này các bạn ơi. Không biết con rắn đâu. Ui các bạn ơi, con rắn nó trườn đến đây rồi. Không biết chúng nó định làm gì nhau đây. Ui, hay là con rắn định ăn thịt con ếch nhiều các bạn nhờ. Ui, ui, nó mổ con ếch rồi các bạn ơi. Ui, con ếch lật ngửa luôn các bạn ạ. Ui, nó ăn thịt con ếch luôn rồi các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Ui, một đàn khủng long chạy qua trước cổng nhà mình luôn các bạn ạ. Ui, một chiếc xe ô tô
đang chở cát chạy qua mà nó không sợ luôn. Chú ấy rất là gan dạ các bạn ạ. Wow, cái đàn khủng long này chắc là 1000 con rồi các bạn ơi. Cát khủng long luôn. Ui, đằng xa kia có một đàn voi nữa các bạn ạ. Nó đi qua nhà mình này. Wow, khủng long cao cổ với khủng long nói chung là rất là nhiều loại. Cả khủng long ăn thịt nữa các bạn ơi. Trời ơi, thực sự là không thể đếm xuể luôn các bạn ạ. Ui các bạn ơi, tiếng gì đây? Ui các bạn ơi, một con Godzilla khổng lồ các bạn ơi. Wow, cao hơn cả mái nhà luôn. Ui, nó đang bị hai con khủng long bạo chúa với cả một con rắn màu đen đen này đuổi này các bạn ơi. Ui, chỉ sợ thế các bạn ơi. What the hell? Rồi, chúng nó lôi nhau ra đây rồi các bạn ơi. Chắc là chiến đấu ở đây đấy các bạn ạ. Wow, con Godzilla nó phun tia plasma kìa. Ui, con rắn nó mổ này các bạn ơi. Ui, nó bành cổ, nhìn sợ thế các bạn ơi. Wow, không biết con nào sẽ thắng đây. Khiếp quá các bạn ạ. Ơ, chúng nó ngừng chiến đấu với nhau rồi. Ôi, không biết là con Godzilla chạy đi đâu này các bạn ơi. Ơ, con này chạy đi đâu, chắc là sợ quá chạy luôn rồi các bạn ạ. Ui, con này nhát thế cả. Wow, hóa ra là nó đi gọi đồng bọn của nó đến đây này các bạn ơi, ba con liền. Wow, con nào cũng to các bạn ơi. Wow, chắc là đi báo thù luôn các bạn ạ, nó tức quá mà. Ui, chúng nó lôi nhau trong ngoài đường này rồi. Một con chăn khổng lồ và hai con khủng long ở giữa kìa các bạn ơi. Bị bao vây bởi ba con Godzilla, một con đằng sau lưng này, một con hai con đằng trước này. Ui, nổ rồi các bạn ơi, Godzilla thắng rồi các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi, chúng nó lôi nhau ra đây làm gì đây, nhảy à? Ôi, thắng phát lại ra đây nhảy luôn các bạn ạ. Nhìn hài thật sự. Ôi, cả ba con đóng nhảy dẻo này. Ui, con kia múa xong trốn đi đâu? À, lại lòi ra rồi các bạn ơi. Nhìn buồn cười thế. Ui, các bạn ơi, con Godzilla với con quỷ đồ loa chạy trốn gì đấy. Ui, nó bị con zombie à, zombie nó đuổi các bạn ạ. Wow, con zombie này nhìn đáng sợ thế. Wow. Ui, nó lôi nhau ra đây rồi các bạn ạ. Cha chiến đấu ở đây này các bạn ơi, không biết con nào sẽ thắng đây. Mình nghĩ là Huggy sẽ thắng đấy, bởi vì là Huggy nó rất là mạnh luôn các bạn ạ. Ui, nó đá nhau kìa các bạn ơi. Wow, đá phát là con zombie bay luôn, bay chắc là 100 mét rồi các bạn ạ. Ui các bạn ơi, ở gần nhà mình phát hiện ra có một cái bộ xương khủng long rồi các bạn ơi. Wow, ở gần đây có hai con khủng long ba sừng nữa, không biết đang đi đâu đây. Wow, hóa ra nó đang bị một con khủng long bạo chúa đuổi các bạn ạ. Hay là chúng nó đang dạo chơi với nhau nhỉ? What the hell? Ui các bạn ơi, cái gì bay qua nhà mình đây? Ui sao giống đĩa bay của người ngài tinh thế nhỉ? Ui nó đi đâu ấy? Ui nó lại quay lại kìa các bạn ơi. Ui nó thả con quái vật gì xuống đây? Ui nó thả con Godzilla xuống đây các bạn ạ. Ui nó thả hai con liền. Ui sợ quá, không biết là có làm hại người dân không các bạn ơi. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Ui các bạn ơi, ở đây có con khủng long ba sừng này các bạn ơi, hai con. Nó đang chạy trốn gì đây các bạn ạ? Ba con. Ui một con khủng long bạo chúa nữa, nó chạy rất là nhanh. Ui hóa ra nó chạy trốn hai con Godzilla mà ban nãy từ đĩa bay nó thả xuống các bạn ạ. Ui đuổi rất là nhanh luôn. Wow, chúng nó đuổi nhau ra đây rồi, chiến đấu ở đây. Ui con Godzilla nó phun từ trường ba con liền rồi các bạn ơi. Wow, không biết là bên nào sẽ thắng đây. Mình nghĩ là Godzilla sẽ thắng các bạn ạ, bởi vì Godzilla nó rất là khỏe. Từ trước đến nay là Godzilla toàn thắng mà. Ui nổ rồi các bạn ơi, Godzilla chiến thắng rồi các bạn ạ. Giờ rất là lâu rồi mình không có đưa các bạn xuống dưới vườn nhà mình để thăm mấy con khủng long dưới vườn, mà dạo này mình có bắt gặp mấy con khủng long rất là lạ luôn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem nhá. Chắc là các bạn thích lắm đây. Rồi, các bạn có biết con gì, con này là con gì không? Con này là con hổ răng kiếm các bạn ạ. Loại này là tuyệt chủng ấy, nhưng mà không biết nó, hôm nay tự nhiên nó ở đâu nó chui vào vườn mận nhà mình các bạn ạ. Đấy, các bạn có thấy cái hàm răng của nó không? Đáng sợ thực sự luôn đấy. Rồi, tiếp theo nữa đây là cái con gì đây? Các bạn có biết con này con gì không? Con này là con tê giác nhé các bạn nhá. Tê giác thời tiền sử ấy, loại này ngày xưa, thời nay là có hai sừng, còn ngày xưa nó là có một sừng thôi các bạn ạ. Bây giờ nó lại mọc thêm một cái sừng luôn các bạn ơi. Đấy, nó ăn cỏ kìa các bạn ạ. Ui, nó ăn cỏ rất là nhiều luôn đấy. Sừng rất là dài. Rồi, ở đây lại tiếp tục có thêm hai cái con rùa này các bạn ơi. Con rùa này thì là thời nay vẫn có bình thường. Ui, nó ăn cá kìa các bạn ạ. Ui, con này ăn cá khỏe thôi đấy. Rồi, ở đây lại tiếp tục là có con khủng long gì kia. Ui, nhìn màu của nó nhìn sợ thế. Đỏ đỏ kìa. Ui, ở đây có hai con trâu mà khủng long này không làm hại hai con trâu nhỉ. Chắc là nó ăn thịt no rồi các bạn ạ. Con kia giống như kiểu con kỳ đà ấy các bạn ạ. Ui nó dẫm lên cả con trâu luôn kìa các bạn ơi. Ui hóa ra nó không thích ăn thịt trâu, nó ăn thịt dê các bạn ạ.
Wow, đây có con gì đây? Như kiểu con cá sấu ấy nhỉ các bạn nhỉ? Con đằng sau gốc cây đấy. Ui, nó bắt lấy con gì, con cừu sao các bạn ạ? Ui, ở đây có con khủng long ăn cỏ, nó kìa, có sừng đỏ đỏ, nó nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Ui, cái gì đây các bạn ơi? Ui, sao lại nứt ra hết như này rồi? Ui, sụp cả đất xuống. Ui, con trào núi lửa các bạn ơi. Ui, đây là nham thạch này. Ui, con gì đây? Ui, con này là quái vật trong núi lửa chui ra này. Quái vật núi lửa, chạy thôi các bạn ơi. Ui, sao tự nhiên có một đàn khủng long chạy qua đây vậy? Ơi, nó chạy cái gì nhỉ? À, hóa ra nó chạy con quái vật Godzilla này các bạn ạ. Ui, cái tiếng gì đấy? Ui, quái vật núi lửa các bạn ạ. Hóa ra là con quái vật núi lửa này đang đuổi con Godzilla với cả khủng long các bạn ạ. Ui, sợ quá. Ui, chúng nó đuổi nhau ra đây rồi. Chắc là chiến đấu ở đây đấy. Ui, con quái vật Godzilla nó phun tia lửa xanh các bạn ạ. Ui, con quái vật núi lửa cũng đang đáp trả. Hai con quái vật này ngang tài ngang sức luôn các bạn ơi. Con nào sẽ thắng đây? Ui, quái vật Godzilla thắng rồi các bạn ạ. Ui, quái vật Godzilla rất khỏe. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay quái. Ui, các bạn ơi, con quái vật gì đây nữa này? Ui, nhìn sợ thế. Người đá, quái vật người đá. Ui, nó gầm này. Ui, ghê quá, ui, nó chạy về đây các bạn ạ. Ui, quái vật Godzilla đang phải chạy cái gì đây? Chạy trốn gì đây? Ui, các bạn ơi, nó chạy trốn con người đá các bạn ạ. Chạy nhanh lên Godzilla ơi. Ui, chúng nó đuổi nhau đến đây rồi. Ui, chúng nó quyết chiến ở đây các bạn ạ. Ui, Godzilla lại tiếp tục phun tia lửa xanh. Ui, không biết là có chiến thắng được con người đá không. Ui, con người đá cũng đang phản công kìa. Ui, người đá cũng ngã rồi. Thế mà mình tưởng như nào? Ui, quái vật Huggy Wuggy này. Nó đang bị quái vật đầu loa đuổi các bạn ạ. À, lại rủ nhau lên trên mái nhà tỉ thí võ công à? Ai à, không biết con nào thắng đây. Ái à, được, được. Đánh nhau rồi các bạn ạ. Úi ôi, Huggy Wuggy rất là khỏe. Úi giời ơi. Tưởng khỏe như nào vừa bị đạp cái đã nằm luôn ra này rồi. Xin vĩnh biệt cụ.